Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với kênh Trần Thảo An Khang, Thảo Audio Bình Dân. Và hôm nay em làm clip này giới thiệu đến quý vị và các bạn chúng ta đôi lo Yamaha S4115H2 là mã. Đôi này thì hai cái bát của nó là một cái là S415H và một cái là S415H2 là mã. Quý vị vào xem cận cảnh đây. Thì đây là nó đúng hai cái bát của Yamaha luôn. Tuy nhiên thì nó là một cái bát màu trắng, một cái bát màu đen quý vị nhé. Bởi vì cái lo này nó như vậy nè. Đây nè. Này trời tối cho nên nó hơi tối nghe gì nha. Cái lo Yamaha cái bát màu trắng á là nó của model là S4115H. H không à, không có số mắc 2 ha, mắc 2 là số 2 là mã đó ha. Anh em miền Bắc ơi gọi là mắc 2 vậy đó. Rồi thì cái bát mà màu đen á là nó đúng cái bát của cái Yamaha model S4115H hay là mã này nè. Đó. Cho nên là cái cặp này của mình thì nó like hai bát vậy đó. Đây nè. Bát màu trắng. Trắng quá trời đẹp luôn. Màu đen thì đúng Yamaha luôn. Bát đẹp lắm, không có bị lỗi lầm gì trơn quý vị nha. Sao mà nó lọt cho nó like vậy? Đây nè. Để em quay cho quý vị và chúng ta xem. Đó. Đó. Sạch trơn luôn rồi nha, rất là đẹp. Đồ mình thì nó đẹp đang càng vậy đó. Có một cái này. Đây nè, cũ nè, Yamaha là hoàng quý vị nha. Đó này, em cắt ra chút em hàng vô ra là kiểm tra coi ấy xong cho lại cũ nó bắt được khó coi lắm quý vị. Còn đây là cái cũ màu trắng đó, rất đẹp quý vị nha, nguyên xin nguyên bản luôn đó. Nó cũng là Yamaha luôn. Đây đời trước mà sao mà anh lại cũng màu trắng, đời sau lại cũng màu đen, nó thay hai cũng màu trắng luôn, cũng nhìn cũng đẹp rồi đó quý vị ha. Rồi để em bắt chôm hàng vô, khách có lên tiếng không báo giá, báo giá tốt cho quý vị luôn. Đây rồi, nguyên thủy nó nằm trong thùng là gì nha quý vị nha. Chúng ta quay để chúng ta xem cấu hình của nó cái gì nha. Nhìn bộ phân tầng là thấy uy tín này cái gì nha. Đó, bộ phân tầng nó vậy đó quý vị. Còn cũ để em đo cũ cho quý vị và các bạn chúng ta xem đây. Đường kính 500 nè. Từ bên đây qua đây. 27 cm, 17 cm, 18 cm quý vị nha. Nè. 18 cm, mình lấy từ 500 ở ngoài cái gì nha. 18 cm. Đường kính từ còn mặt chiều dài mặt lo từ dưới này lên đây nó cũng được 17 cm luôn như vậy nha. Và cái còi nè quý vị, cái còi cũng rất là uy tín, còi gan, còi gan là hoàng hết nha. Đây à, thấy không, đeo kéo đường kính của cái từ cái còi cho quý vị và các bạn chúng ta xem. Đường kính nó cũng được là 12 đó quý vị nha. Cái hộp cầu thì chút nó ra mặt trước đo cái gì ha. Thì mình đo từ đó mặt trước tương tới cái cầu, chiều dài cái cầu á. Chiều dài cái cầu nữa thì chiều dài cái cầu là nó được, nếu mà tính hết cũ luôn được 32 cái gì nha. 32 31 32 cm hết cũ luôn. Đây là mình chưa đục cái trước được. Còn hộp phía dưới đó mình hình dung là nó từ 32 trở lên. Nghĩa là từ trên 3 tức ha. Và cái đời này thì cái chạm lo của nó gì nghĩa gì nha. Cái đời này chạm lo nó gì, cái chạm lo nó bắt bên đây rồi, quay xong cái một cái lo bên đây, tới cái lo bên đây gì nha. Cái lo này của từ nó gì thì đường kính của từ nó cũng bằng vậy đó, 18 đó, nhưng mà trên cái chỗ này nó làm hai cái này trắng vô miếng thịt ha. Bên đây thì của mình là tròn do luôn nha. Còn bên đây cũng trắng vô miếng thịt nè đó. Cũ thì tương đối giống nhau đó, đường trên dưới trước rồi sau nó cũng 17 cm. Nhưng mà cái đài này thì hai cái chạm lo, hai cái đài đấu chạm lo vô thì nó lại nằm ở trên hai cái sườn gì nha. Ở đây thì nó cũng đã chuẩn bị hai cái sườn rồi nhưng mà nó không làm. Tại sao, tại sao nó không làm? À, đài trước nó làm. Đó. Còn thì cũng y gan vậy luôn quý vị.
còi ra hãng thôi gì nha. Đó, còn rất đẹp. Lạnh tanh, gờ vô là mình chịch lên cái đó là nữa, miếng tháo còi thì mình tháo mặt trước quý vị nha. Còn thì đây, số hiệu của cái còi. Đó quý vị. Yamaha đóng đàng hoàng quý vị ha. 99 020 002 202 8 ôm cũng vậy nha. Ủa, phân tầng thì đúng một cặp cho nên là phân tầng nó đúng giống nhau luôn quý vị nha. Nó chỉ sát ở cái chỗ là hai cái cũ nó đầu lại vô thôi. Còn lo này là đúng rồi. Rồi, bây giờ thì tạm kết thúc để em gáp vô và quay mặt trước. Và có thể là test và báo giá cho quý vị luôn. Và đây là tiếp tục phần ở ngoài trước của cặp loa Yamaha quý vị nha. Yamaha sân khấu cái model S4115H. Hai là mã quý vị nha. Đây. Thì em quay này là loa chưa vệ sinh luôn, nó đẹp gì quý vị nha. Góc cạnh nè, để em đi vòng vòng cho quý vị và các bạn xem chi tiết góc cạnh của nó. Đó. Rất là đẹp. Có chữ Nhật Bổn nó viết kiểu gì mà mình chả biết luôn. Đây model quý vị nha. S4115H. Hai là mã. Hai cái đều đẹp như nhau vậy nha. Cặp lo này, cặp thùng này còn đẹp lắm, cho nên là mình mới đóng cái cặp thùng này dài. Thật sự giá trị nó không có nhiều mà thấy đẹp quá mình mê cho mình đóng dài thôi. Rồi chút nữa thì mình sẽ giới thiệu cận cảnh cho em những cái phần nào mình cần bán trong cái lo này. Báo giá cụ thể cho anh em luôn. Anh em nào có xúc được thì xúc nó giùm em cái nặng quá. Đây, chép đó vậy nha. Cầm đèn gọi cho một cái bạn. Chép là chép gan nha quý vị nha. Thấy sắc khỏi vô nghe bang bang không? Rồi. Để em lấy cái thước em kéo chi tiết cận cảnh cho quý vị và các bạn chúng ta xem luôn. Cái thước còi hay gì ha? Còi cắt khủng, còi hết cái thùng luôn. Đây. Kích thước còi của chúng ta là được 57 cm đó quý vị. Kích thước họng còi 57 cm. Chiều cao của họng còi 13 cm đó quý vị nha. Chiều cao của họng còi 13 cm. 13 mấy, mình tính 13 thôi. Rồi thì chỉ nói vậy thôi. Chiều sâu của họng còi thì hồi nãy mình nói là nó cũng được 3 mấy á. Rồi thì bây giờ tới kích thước thùng lo luôn quý vị ơi. Kích thước thùng lo maximum là 62 cm, chiều ngang, chiều cao quý vị nha. Chiều cao thì được 81. Bây giờ mình cỡ với 62 với 81 để tới chiều sâu. Đây. Chiều sâu 45 45 82 81 quý vị nha. Đó, hình thức của em nó đẹp tuyệt vời như đó, tem đầy đủ luôn. Thì bây giờ thì em xin báo giá đôi lo này cho quý vị và các bạn chúng ta nắm giá. Ta có chơi được thì giao lưu được thì chúng ta gọi cho Trần Thảo Khang Viên nha. Thì nguyên cặp này á là mình bán cho quý vị và các bạn chúng ta giá là 10 triệu đồng, không bao gồm với ship cái gì nha. Tình trạng là bát nó có lai. Hai cái cũng bát Yamaha thôi nhưng mà lai hai cái đời khác nhau. Còn nếu không á thì quý vị nào, các bạn nào nếu mà muốn mua lẻ thì bán lẻ. Cặp chép còi này thì em bán 6 triệu quý vị nha. Cặp bát thì 1 triệu rưỡi cái, 2 cái 3 triệu. Thùng về tới Việt Nam thì cặp thùng này là 2 triệu. Rồi phân tặng thì cặp phân tặng thì 1 triệu. Tổng cộng là 12 triệu. Nếu quý vị nào lấy nguyên combo á thì em sẽ tính quý vị 10 triệu. Chưa bao gồm phí ship quý vị nha. Rồi đến đây thì em sẽ ghim vô test cho quý vị và các bạn nghe luôn. Quý vị và các bạn chờ em một chút xíu ha. Em lấy em đi em ghim vô test thử luôn. Nếu nó lên thì bán giá đó, còn nó không lên thì sầu kẹo luôn quý vị nha. Thì đây thì em xin mời quý vị và các bạn chúng ta vào nghe em test cái cặp loa Yamaha S4115H hay là mã này luôn gì nha. Và cũng không có test fan gì hết, em test với con AMD Pioneer này luôn. Pioneer có model là A008 quý vị nha. Con AMD này nó mắc nắp hết trơn rồi, nó chỉ còn cái còi gì không đó. Quý vị nào mua em bán giá rẻ luôn. Rồi thì nhạc phát bằng điện thoại qua thẳng đi luôn gì nha. Đây con này 8 sợi sắt cũng mạnh đó. Đó.
vô tư vậy đây, ngoài trời cho thoải mái. Khá hay cái gì nha. Nếu mà quý vị và các bạn là tầm tiền này bỏ ra mà mua cặp loa này về Tết nay cao kê là đã luôn. Loa còn rất đẹp quý vị nha. Tiếng rất hay. Chơi ngoài trời vô tư. Này mà có men đánh nữa thì chắc đã vậy ha. Mình đang đánh với con đi này thôi. Đây. Rồi, đến đây mình xin kết thúc video một lần nữa. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã xem kênh Trần Thảo Khang trong thời gian vừa qua quý vị nhé. Quý vị và các bạn nào đang xem kênh Trần Thảo Khang mà chưa đăng ký, vui lòng cho xin một lượt đăng ký để ủng hộ kênh Trần Thảo Khang của em quý vị nha. Vâng, đến đây em xin kết thúc video. Xin chào tạm biệt quý vị.